Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và quay trở lại với khung giờ phát sóng quen thuộc này. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục truyền dài kỳ. Và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyền mới đến từ tác giả Hy Lưu có tên gọi Bảo Mẫu Bất Đăng Dĩ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Lam. Và Lam thì là một cô nàng công sở chính hiệu, xinh đẹp, giỏi giang. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình đã mang lại cho cô không ít rắc rối. Trong khi đó thì Thành, chủ tịch của một tập đoàn lớn, và đây là một người đàn ông thành đạt điển trai, không thiếu những bóng hồng vây quanh. Hai con người, hai cá tính rất thú vị này đã đồng mặt nhau trong một tình huống đầy bất ngờ. Vậy thì câu chuyện tình yêu giữa họ sẽ có những khởi đầu ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân anh xa đến với tập truyền đầu tiên này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn hãy dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa với ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở thành. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên, bộ truyền Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ, tác giả Hy Lưu, qua phần diễn đọc của anh Sa. Trở về phòng trò sau một ngày dài mệt mỏi Đôi giày đi ở chân từ sáng Cũng chưa kịp tháo ra Thì tôi đã đi thẳng về phía chiếc giường quen thuộc Nằm xuống nghỉ ngơi Ngày hôm nay thì sẽ là một ngày rất bình thường Giống như bao nhiêu ngày khác Cho đến khi tôi bị sếp gọi vào phòng Nói chuyện riêng Sếp chỉ trách tôi là người làm việc thiếu chuyên nghiệp Không biết cống hiến Giúp đỡ công ty trong thời buổi Công ty gặp nhiều khó khăn như vậy Tôi nghe xong thì mắt tròn mắt dẹt nhìn sếp trong sự ngỡ ngàng bởi vì từ trước đến nay thì tôi vẫn luôn là một đứa có trách nhiệm trong công việc bây giờ bị nói như vậy tôi cảm thấy không cảm tâm ai ngờ đâu lý do thực sự đằng sau của câu chuyện đó là bởi vì tối qua tôi cùng với sếp đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn trong lúc dùng bữa thì ông giám đốc bên đó có ý với tôi nhưng đã bị tôi từ chối khéo bởi vì nhìn ông ta cũng đáng tuổi bố tôi chứ chả đùa đâu sáng nay bên đó có gọi điện thông báo từ chối hợp tác cùng nghe tin xong thì sếp tỏ ra không vui rồi thì quy chụp toàn bộ trách nhiệm lên tôi đã như vậy lại còn bắt tôi tối ngày mai phải mời giám đốc bên đó đi ăn chưa kể sếp còn ra lệnh cho tôi muốn làm gì thì làm thế nhưng mà nhất quyết phải lấy được hợp đồng mang về nghĩ đến đây thì đầu của tôi như muốn nổ tung ra vậy tôi bức xúc quá rồi hét lên Ôi mẹ ơi Đúng là điên mất Vừa dứt lời thì phía cửa phòng truyền đến Tiếng nói quen thuộc của con Trâm Bản thân của tôi Ôi giời à Thế mày hát cái gì mà tao đi từ ngoài cổng vào Đã nghe thấy giọng của mày như vậy Tôi uể oải ngồi dậy Nhìn nó bằng con mắt tràn đầy u buồn rồi đáp Mày về rồi á Thêm bữa tối Mày nấu đi nhá Tâm trạng của tao đang rất tệ Tôi sợ là bây giờ mà nấu ăn thì Chỉ còn nấu được mấy món bóng đềm thôi Tao biết rồi Vừa về đến đồ ngó Đã thấy người ta còn ít cua ngon lắm đấy Tao mua đây rồi Đảm bảo tối nay Hai đứa sẽ được bữa càng ngon mê ly Ngay đến món cành yêu thích Mà vẫn không thể nào làm tâm trạng khá lên được con trầm thấy tôi mặt cứ yếu siêu Như bánh bao gặp nước thì liền hỏi Thế hôm nay gặp chuyện gì không vui à Kể nghe xem nào à, Cũng có chút chuyện Nhưng mà không sao đâu Tao giải quyết được Mà không giải quyết được thì Xin nghỉ thôi Sợ gì Sao vậy Nghiêm trọng lắm hay sao mà đòi nghỉ như vậy Tao cũng không biết nữa Tao chỉ biết là bây giờ thì Tao đang rất đói thôi Cái trầm mỉm cười nhìn tôi rồi đáp lại được rồi Tao đi nấu ngay đây Buổi tối hôm đó hai đứa nằm cạnh nhau rồi Cùng ngắm trăng qua khung cửa sổ Không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy trăng Thì tôi lại nhớ về quê nhà Bởi vì ở nơi đó luôn có một người Một người bà yêu thương tôi hết lòng Và bà cũng chính là người gắn liền với tuổi thơ của tôi Tôi sinh ra trong một gia đình không được trọn vẹn Khi vừa chào đời hơn một tháng Thì mẹ tôi bỏ đi Theo người đàn ông khác Bố tôi thì cờ bạc rượu chè suốt ngày Và người duy nhất tôi có thể nương tựa khi đó Chính là bà nội Năm tôi học năm 2 đại học Thì bố bị bắt đi tù Chỉ vì uống rượu say rồi đánh nhau với người ta Kết quả là trong lúc mất kiểm soát Thì bố tôi đã dùng dao đâm vào người kia Bố mới bị bắt đi tù mấy hôm Thì hai bà cháu tôi Lại nghe thêm tin xét đánh Khi mà phải gánh thêm số nợ gần 200 triệu Bao gồm cả gốc lân lái mà trước đó Bố đã thuê bọn xã hội đen Có lẽ đó cũng là khoảng thời gian Mà tôi hận bố nhất Tôi đã làm rất nhiều chuyện Mà đến bây giờ nghĩ lại Vẫn cảm thấy bản thân của mình đúng thật là phi thường Đôi khi thì Còn cả một chút vô nhân tính Đang miên man suy nghĩ Về một quá khứ Thì con châm ở bên đập tay mấy cái rồi hỏi Làm này Tới ngày mai thì tao đi gửi tiền về cho bố mẹ ở quê đấy Thế mày có muốn gửi tiền cho bà thì đưa tao Để ngày mai Tao đi gửi luôn cho Có chứ Ngày mai thì tao chuyển khoản cho rồi mày gửi về giúp tao nhé Ừ Như vậy cũng được Kể ra thì nhà tôi ở cạnh nhà cái Trâm nên mỗi lần Trâm có gửi tiền về nhà Thì tôi cũng nhờ nó gửi hộ Tôi chờ với Trâm từ bé đến bây giờ Trâm thì học không được tốt Nên học xong cấp 3 nó lên thành phố đi làm, chứ không học đại học như tôi. Thế nhưng mà kể ra thì những năm tháng sinh viên, tôi cũng chăm chỉ đi làm thêm lắm ấy. Từ bưng bê phục vụ quán phở cho đến thu ngân ở nhà hàng, đi bán quần áo, tôi đều trải qua cả. Bây giờ thì tôi đang làm trợ lý cho sếp ở công ty, còn Trâm thì đang làm thu ngân ở siêu thị. Vậy nên mỗi lần ở siêu thị có các chương trình giảm giá hay ưu đãi gì đấy, y như rằng nó gọi tôi qua để cùng nhau rước cả cái siêu thị về nhà. Mỗi lần như thế thì cái tủ lạnh của chúng tôi cứ gọi là no đủ cả tháng. Buổi sáng ngày hôm sau vừa đến chỗ làm đã bị sếp gọi vào. Trong đầu của tôi thì đang thầm nghĩ không biết làm chuyện gì nữa đây. Tôi đi vào phòng, đứng trước mặt của sếp, cúi đầu chưa kịp nói gì, thì sếp đã lên tiếng. Tối nay 7 giờ, nhà hàng Hoàng đế Tôi đã hẹn cũng như đặt bàn ở đấy rồi Thế nên đến chỉ cần đọc tên tôi Thì nhân viên sẽ biết ngay Dạ vâng ạ à. Thế cô liều mà cư xử mềm mỏng vào đấy Đừng có mà thẳng như ruột ngựa như hôm trước Hỏng bát cả đi nhá Dạ vâng ạ à. Tôi đứng ở đó rất lâu Chỉ để nghe ông xếp già của mình giáo hốn như vậy Mà toàn là những bài ca nói từ hôm qua rồi Không hiểu sao hôm nay Cứ lôi ra nói lại như vậy Tôi nghe mà muốn thùng cả mảng nhí Đến tối Đúng 7 giờ như đã hẹn Tôi ngồi sẵn ở bàn chờ đợi Tự không hiểu thế nào mà gần 8 giờ Ông giám đốc hôm trước mới mò mặt đến Vừa bước vào phòng đã nhìn tôi cười tươi Để lộ ra hàm răng không được đều cho lắm Cùng với ánh mắt Có một chút biến thái Giống như mấy láo dê sổ mấy <laughs> Làm đấy à em Em đợi anh lâu chưa Nghe câu này mà tôi Cảm thấy hơi buồn nôn vẫn biết là cách xưng hồ có quyết định rất lớn đối với một buổi đàm phán làm ăn. Thế nhưng mà với một người đáng tuổi bố của mình mà phải xưng là anh em thì tôi ngượng miệng. Những lúc như vậy thì tôi cố gắng nở ra nụ cười thật tươi, niềm câu thần chú. Phải nhấn nại, phải chịu đựng, phải nhấn nại. Tôi niềm như vậy để cho bản thân có thể trở nên thật mềm mỏng trước lao giả ngay trước mặt. À, dạ vâng ạ, à em cũng mới đến thôi mời anh ngồi à rồi thì lão ta tiến về ghế của mình không một chút giữ mình kéo luôn cái ghế sát lại chỗ tôi đang ngồi rồi thì ôm dung thả cái dáng người qua tạ xuống ghế tay thì vòng qua khoác lên vai của tôi Thế em gọi món chưa tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên trong khi đó hai tay của tôi nắm chặt lại đặt trên đùa của mình mỉm cười quay ra nhìn ông ta rồi đáp Um, em gọi rồi à? Nói rồi thì tôi gọi bạn phục vụ gần đó, cho đồ ăn lên. Trong lúc chờ đợi đồ ăn mang ra thì tôi đưa bản hợp đồng về phía trước mặt của ông ta, nhỏ nhẹ nói. Um, như hôm qua bên em đã trao đổi rất kỹ với anh rồi đấy à? Tôi không biết là anh còn thắc mắc ở đâu không? Để em giải thích thêm. Lão ta nghe tôi hỏi như vậy, lắc đầu ngoài ngoài cứ như con đuông sữa không hiểu sao cái đầu ấy Cứ càng lúc càng tiến gần về sát bên cổ tôi Cái mũi thì cũng theo đó Người người như cách đánh hơi Của mấy con chó nghiệp vụ Rồi lên tiếng Anh thì không có thắc mắc gì cả à, Chỉ là không biết Em dùng nước hoa hãng nào Mà lại thơm như vậy Tôi nghiêng đầu né sang bên khác Gường cười rồi đáp à, à, Em không dùng nước hoa anh à Thật như vậy á tự không lẽ em do em sinh ra đã thơm sắn như vậy sao? Mà thế này thanh lại càng thích em rồi đấy. nói xong câu này thì lão ta đưa tay còn lại đặt hẳn lên đùi tôi. lúc đó tưởng chừng như sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn. ai ngờ đúng lúc này thì nhân viên ở ngoài mang đồ ăn lên. nhìn thấy bạn nhân viên mà tôi cứ như kẻ chết đuối vớ được cổng, vội vàng đứng dậy rồi nói: à, bạn để đây giúp mình nhé tôi đưa tay ra đỡ mấy món giúp bạn nhân viên đó rồi đặt lên bàn sau khi cái bàn được lấp đầy đồ ăn thì tôi từ từ ngồi lại xuống ghế hít một hơi thật sâu tay thì cầm sắn bút đưa về phía lão ta lên tiếng giảm à, dạ, nếu nhanh đã không còn gì thắc mắc thì mình ký vào bản hợp đồng giúp em à. cho em thì lại có cái tật nếu như không làm xong việc xếp giao thì ăn uống không được ngon miệng ấy vậy á Dạ vâng ạ à. Coi như là anh thương em phận gái yếu đuối Kỹ vào đây giúp em à Lúc này thì ánh mắt của lão ta nhìn tôi say đắm Làm tôi nghĩ là mình sắp thành công rồi Ai ngờ đâu Lão lại nói ra một câu đây chắc nịch Thế hay là thế này đi Nếu như tối nay mình đi đâu đó vui vẻ với nhau một tí thì anh đảm bảo với em Sáng hôm sau việc xếp giao cho em Thế nào cũng hoàn thành đấy nói đến đây thì ông ta đưa tay đuổi bàn nhân viên đứng ở gần đó ra ngoài sau khi cả phòng chỉ còn hai người thì lão ta bắt đầu mạnh miệng hơn tay đặt trên đuôi của tôi bắt đầu di chuyển cái đầu khi nãy còn ở ngoài thì lúc này đưa sát đến bên cổ tôi tình huống này ngoài dự kiến tôi chỉ biết đưa tay đẩy lão ra miệng thì liên tục nói ah, um, anh bình tĩnh đá dường như là tôi càng nhân nhường bao nhiêu ông ta lại càng được đà lớn tới đúng lúc đó thì một giọng nói non nớt ở gần đó cất lên siêu nhân đây đội xấu xa kia Mô thả công chúa ra nghe câu này xong thì cả tô vòng ta đều bất ngờ hướng mắt ra xem chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai lúc này thì một cậu nhóc đang đứng ngay trước cửa phòng hai tay thì chống nành cố gắng tỏ ra hung dữ thế nhưng mà hai má của cậu nhóc thì lại phúng phính đáng yêu vô cùng cùng lúc đó ông ta từ từ đứng lên đi về hướng của đứa nhóc Tôi sợ là ông ta có hành động gì không phải với trẻ con. Đứng lên đi theo sau. Ông ta ngồi xuống, ánh mắt dữ tợn nhìn cậu nhóc đó. Này nhóc con. Đây là chuyện người lớn. Không phải là mấy câu chuyện cổ tích siêu nhân biến hình gì đâu. Mau đi về đi. Cậu nhóc dường như bỏ ngoài tai lời nói của ông ta, thông thả bước đến chỗ tôi, nhìn tôi mỉm cười, để lộ ra mấy cái răng bé xíu xanh xanh cùng với hai má lúm đồng tiền. Đưa tay ra nắm lấy tay của tôi Công chúa không sao chứ Ta đến giải cứu công chúa đây Tôi chưa kịp trả lời Thì cậu bé đã kéo tôi đi Đi chưa được hai bước chân Thì ông ta thô bạo cầm tay Kéo tôi lại Trong lúc đó không may Làm cậu nhóc ngã lăn ra đất Chứng kiến cảnh này thì tôi hốt hoảng lo lắng Sợ đứa bé bị làm sao Liền giật tay của mình ra khỏi tay ông ta Tôi đi đến nhẹ nhàng Đỡ đứa trẻ lên Bé không sao chứ Có bị thương ở đâu không Nó lắc đầu Khi mà tôi còn đang lo lắng cho đứa trẻ trước mặt Thì ông ta bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn Miệng thì quát lớn Này Thế rốt cuộc là cô có muốn ký hợp đồng không đây Tôi quay ra nhìn ông ta Bây giờ có cho tôi hít thở sâu Hay là đọc câu thần chú Một trăm lần thì tôi cũng không còn chịu đựng được nữa Tôi đứng lên để đứa trẻ đó đứng sau lưng mình rồi nói Không ký nữa Tôi tha mất việc còn hơn Để ông làm cho sơ bẩn với tôi như vậy Láo giả dê sổm À Con danh này Mày vừa nói gì vậy Rất lời thì ông ta dơ tay lên không trùng Không cần nói không biết Tôi chuẩn bị Được ăn tròn cái tát cho mặt xem Cảm nhận được điều đó Nên tôi chỉ kịp theo phản xạ khép chán mắt lại Hai hàng lông mày thì co lại gần nhau Thế nhưng mà đời mãi đời mãi Tôi vẫn chưa thấy mình bị ăn tát Ngược lại Còn có cảm giác nhai đó bước đến Đứng kế bên mình Tôi từ từ mở mắt ra thì chứng kiến cảnh tượng Một người đàn ông cao hơn mình Anh ta Đang nắm chặt cổ tay láo ra trước mặt Sức nắm của người đàn ông này Làm cho gương mặt của ông ta dần trở nên nhăn nhó Hàng lông mày lưới liềm Cũng theo đó dừng lên Thể hiện rõ sự tức giận Bỏ tay ra đi Này Mày có biết tao là ai không vậy Tao là giám đốc của Chưa để ông ta nói hết câu Thì người đàn ông đó vặn ngược tay ông ta lại Một cách nhanh gọn Ánh mắt đầy thâm trầm Cầm miệng đi Nói rồi thì anh để ông ta về phía trước Tôi không hiểu rõ Đầy kiểu gì mà cả người ông ta ngát lăn ra đất Sau đó quay ra nhìn đứa trẻ Đang đứng nếp mình phía sau tôi gương mặt thì có một chút không vui tôi còn không mau ra đấy cậu nhóc ở phía sau nghe như vậy đưa tay bám chặt vào chân váy của tôi lắc đầu liên tục nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng tôi liền quay người lại cúi thấp người xuống nhìn cậu bé sao vậy tôi có gì muốn nói với chị không cậu nhóc ghé sát tài tôi dường như muốn chia sẻ một điều gì đó mà không muốn để người đàn ông trước mặt nghe thấy Ừ, bố em đấy chị thấy bố em thế nào khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu bé đã nói tiếp bố em hơi khó tính hơi kỳ cục ít nói tự nhiên mà rất giàu chỉ có một lấy bố em không em không thích mấy cái cô mà bố em mang về nhà đâu nghe cậu nhóc nói xong tôi vội đưa tay lên che miệng bởi vì buồn cười quá <cười> cảm ơn ý tốt của em nhé nhưng mà đây là chuyện người lớn Thế nên để người lớn giải quyết thôi Tôi vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ lên má của cậu nhóc Mà vô tình quên đi mất ở đây Đang có một người âm thầm quan sát hai chúng tôi Anh ta đi lại cuối người xuống thấp Bế cậu bé lên Xoay người bước đi Toàn bộ hành động đó không một chút để ý Hay liếc nhìn qua tôi Duy chỉ có cậu nhóc Lúc bị bố bế đi thì vẫn cứ quay đầu lại Đưa tay lên chào tạm biệt tôi Tạm biệt chị Hẹn gặp lại chị xinh gái. Sau buổi tối đó tôi chủ động nộp đơn xin nghỉ việc và được sếp ký duyệt cho nghỉ ngày. Cảm giác như sếp muốn cho tôi nghỉ lắm rồi. Ấy. Mấy ngày hôm sau, nghe đứa em trước tôi hay chơi cùng ở công ty. Nó kể là tôi vừa nghỉ việc thì ngày hôm sau có người đến thay vào vị trí đó. Mà chưa kể còn nghe đồn là đấy là bôi nhí của sếp nữa. Mấy hôm nay ở nhà thì tôi chỉ ăn rồi lướt mấy trang tuyển dụng để tìm việc. Lúc nào mệt quá thì lăn ra ngủ. Kể ra thì đây là khoảng thời gian hiếm hoi tôi được nghỉ ngơi thế này. Nhớ lại ngày trước, ngoài làm ở công ty thì tôi còn nhận thêm một vài công việc để làm ở nhà vào buổi tối. Có lẽ, đó cũng là lý do tại sao đến bây giờ thì tôi vẫn chưa có bạn trai. Cứ ai rủ đi chơi thì y như rằng bị tôi từ chối với lý do bận việc. Lần một rồi lần hai từ chối thì không sao Đến lần ba lần bốn cũng từ chối Thì thành ra chẳng còn ai dám hẹn tôi đi chơi nữa Hôm nay thì thời tiết nắng nóng Nên tôi ghé qua siêu thị chỗ con châm làm Để chơi và mua mấy thứ linh tinh Chờ ở nhà nằm chơi mà bật điều hòa thì sót tiền điện quá Đến siêu thị thì tôi lượn một vòng để xem Cuối cùng thì chỉ mua được mấy hộp sữa chua Và ít bánh mì mang ra Thanh toán xong thì tôi ghé qua quán trà sữa gần đấy Gọi cho mình một trà sữa vị sâu Thêm chân châu rồi thì ung dung Ngồi xuống bàn thưởng thức Ngồi một lúc thì con Trâm cũng bớt được một chút thời gian rảnh rối Qua ngồi cùng tôi Nó gọi đồ uống xong thì đi lại ngồi xuống kế bên Sao rồi? Tìm được việc chưa? Ta cũng mới vừa nộp mấy chối Bây giờ thì đợi người ta gọi đi phỏng vấn thôi Ừ, may thì có kinh nghiệm rồi cũng dễ xin việc thôi Tôi tìm chỗ nào lương thưởng Đãi ngộ tốt một tí Tôi gật đầu Thế chuyện của mày và ông Hưng sao rồi Dạo này thì không thấy Ông ấy ghé qua chỗ mình chơi vậy Nghe tôi nhắc đến Hưng Thì Trâm có chút gì đó hơi buồn Hàng mi cũng theo đó cụp xuống Chắc là bọn tao Sắp chia tay rồi mày à Tôi nghe đến đây thì vô cùng bất ngờ bởi vì hai người họ yêu nhau cũng hơn ba năm Tình yêu của họ vốn luôn là cái gì đó rất đẹp và nhẹ nhàng Làm cho tôi đôi khi nhìn vào có một chút ghen tị Thật như vậy á Nhưng mà sao lại chia tay Này Đừng có nói là mày đang đùa tao nhé Nó lắc đầu rồi đáp Không đùa đâu Sự thật đấy Nhưng mà rút cuộc là sao vậy Gia đình của Hưng phản đối Bố mẹ anh ấy đều là cán bộ ngân hàng đã nghỉ hưu. Chị gái thì đang là phó giám đốc ngân hàng tỉnh. Trong khi đó nhà tao thì... Mày cũng biết rồi đấy. Chưa kể là việc anh ấy học hết đại học. Còn tao chỉ là đứa học hết cấp 3. Gia đình bên đó biết chuyện này thì lại càng phản đối quyết liệt. Nghe con Trâm kể như vậy tôi chỉ biết thở dài theo nó. Vừa trách lại vừa thương. Trách là vì chuyện như vậy mà nó chưa từng nói với tôi còn thương là bởi vì thương cho hoàn cảnh của nó. có ai muốn mình sinh ra trong gia đình mà khó khăn vất vả đâu. trong khi đó gia đình của người yêu nó bố mẹ giàu có như vậy ăn sung mặc sướng. thế nhưng mà cuộc sống này thì đâu phải muốn là được. sự sắp xếp của tạo hóa luôn là thứ gì đó để con người ta thấy được rằng cuộc sống này vốn không phải chỉ có màu hồng đâu. ở dưới châm thì còn có hai em đang học cấp hai. trong khi đó thì bố châm mấy năm trước Từng đi phù hồ Nhưng mà không may ngã từ tầng 7 xuống Cũng may phúc lớn, mạng lớn Vẫn giữ được tính mạng Chỉ tiếc là sau vụ tai nạn đó Bác ấy mất đi khả năng lao động Chỉ có thể ngồi xe lăn Mẹ của Trâm thì ở nhà chăm sóc Cũng như trông nom chồng và hai đứa con thi thoảng trong làng có việc gì họ thuê thì làm Gánh nặng kinh tế của gia đình Gần như đè nặng lên đôi vai gầy bé nhỏ của Trâm Nhiều lúc nhìn nó rồi nhìn lại chính mình Tôi lại cảm thấy có một chút buồn cười Cười ngây mình đã khổ lắm rồi Ai ngờ đâu con bạn của mình Nó khổ không kém đâu Kể ra thì gia đình bên Hưng Phản đối cũng có cái lý của họ Mà không thể nào trách họ được Bởi vì đa số mẹ nào cũng muốn điều tốt cho con Thế nhưng đôi khi họ lại không biết rằng Điều làm con cái hạnh phúc nhất Chính là sự tin tưởng ủng hộ của bố mẹ dành cho quyết định của họ Họ dùng sự trải đời của mình Đánh giá mà quên mất rằng dù đúng dù sai thì đó vẫn là thì tương lai mà tương lai thì vốn là cái gì đó chẳng ai có thể đoán được thế mày đã nói chia tay với hưng chưa tao cũng từng thử đề cập đến nhưng mà đều bị hưng gạt đi ai... tao thì cũng chỉ là người đứng ngoài không thể nào hiểu rõ cảm giác của mày ra sao nhưng mà dù có chuyện gì xảy ra thì tao tin rằng Hưng sẽ không để mày bị thiệt đâu Cũng không do nữa Cứ thuần thao tự nhiên vậy Nói đến đây thì Trâm đứng lên Trở về vị trí làm việc tiếp Còn tôi thì vẫn ngồi ở đấy Uống hết cốc trà sữa Sau đó cũng ra về Ba hôm sau thì tôi nhận được cuộc gọi Mời đi phỏng vấn vị trí thư ký Cho chủ tịch tập đoàn DNH ngay xong điện thoại Thì tôi hét lên trong sung sướng bởi vì trong các đơn vị xin được Thì tôi thích tập đoàn này nhất Bây giờ thì chỉ hy vọng buổi phỏng vấn Diễn ra tốt đẹp Để có thể được đặt chân vào tập đoàn lớn để làm việc Buổi sáng diễn ra buổi phỏng vấn Thì tôi trang điểm nhẹ nhàng Mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen Đi thêm đôi guốc cao 5 phần nữa Thì tôi tự tin đi ra khỏi nhà Đến nơi phỏng vấn Vừa đến nơi thì tôi sốc từ lúc bước vào phòng để chờ đợi phỏng vấn Bởi lẽ vì tôi Đến thì đã có 10 người ở đó Đang chờ đợi được phỏng vấn Vị trí giống như tôi Ngồi thêm một lúc nữa thì cũng thêm gần Chục người nữa bước vào Với số lượng như vậy thì tôi thấy Khả năng trúng tuyển của tôi rất mong manh Giờ là sau buổi ngày hôm nay Lại tiếp tục đi tìm việc đây Chờ đợi rất lâu thì cũng đến lượt đi vào phỏng vấn Đến khi phỏng vấn xong bước ra ngoài thì tôi có một niềm tin chắc nịch rằng bản thân tôi sẽ không thể nào đố được đâu. Bởi lẽ tôi vào đó mà chẳng được nói câu nào cả. Ngồi ở ghế làm bài kiểm tra trên giấy 30 phút thì nhận được thông báo đã phỏng vấn xong. Trong khi những người trước đó phỏng vấn xong đi ra đều than là bị hỏi nhiều quá. Chính vì điều đó mà trên đường trở về nhà tôi vẫn thấy có điều gì đấy hoang mang về buổi phỏng vấn hôm nay. Vừa về đến phòng trò thì nhìn thấy con Trâm đang nằm dài trên giường Tôi nhìn nó bất ngờ Ơ, ờ, tao có tưởng là hôm nay mày đi làm cả ngày cơ mà Đúng ra là như vậy Nhưng mà thấy trong người không khỏe thế nên tao xin về Thế mày bị sao vậy? Có cần đi khám không? Không cần đâu Nằm ngủ một tí là xong mới mà Thế mày đi phỏng vấn sao rồi? không nhắc đến thì thôi, tôi giờ nghe con trầm hỏi thì tôi có một chút buồn bã, <laughs> chán lắm mẹ, chả muốn kể đâu, tôi thì mày cứ nghỉ ngơi đi, để đấy tao nấu bữa trưa cho. Sau gần một tiếng nấu ăn thì tôi đã cho ra thành quả, ăn ngon ngoài mong đợi, chỉ có điều vừa ngồi xuống ăn thì con trầm đã cau mày. Tiếp đấy thì nó đưa tay lên ôm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo nhìn thấy nó như vậy thì tôi vội vàng chạy theo sau này mày sao vậy um, không sao đâu chỉ là người thấy mùi dầu mỡ tao khó chịu quá cứ nôn nao trong người ấy nghe nó nói như thế tôi im lặng suy nghĩ một lát thế sao mà cái biểu hiện này nó giống như mấy người mang bầu quá như vậy xem này mày có thấy biểu hiện của mày lúc này giống với biểu hiện ốm nghén của mấy bà bầu không cái trầm nghe tôi hỏi như vậy Thì tỏ ra bất ngờ Cùng với một chút bất an Đưa tay nắm chặt lấy tay của tôi Chắc là không phải đâu Bình thường thì kênh nguyệt của tao vốn không ổn định Chắc là không dễ dính như vậy Cái con này Không dễ Chứ không phải là không thể dính đâu Nói xong thì tôi dìu con châm về lại giường Tôi dặn nó Thôi được rồi Mày ở đây đợi tao Tao ra tìm thuốc đầu ngó mua que thử thai Chuyện này thì không đùa được đâu Cứ thử cho chắc đi Gương mặt thất thần cùng với ánh mắt Hoảng loạn của nó nhìn tôi Khẽ gật đầu lên tiếng Tao biết rồi Để chắc chắn thì tôi Mua một lúc ba chiếc que thử thai Vừa mua về đến phòng thì tôi Dục con châm đi vào thử ngay Tôi không hiểu sao ngồi đợi nó ở bên ngoài Mà tôi có cảm giác bồn chồn Xen lớn một chút ký ức xưa ùa về Đợi lâu quá đến nỗi tôi phải đứng lên đi đến gõ cửa phòng vệ sinh rồi gọi. Này, mày ơi, có kết quả chưa? Thế mang ra đây tao xem nào. Tôi phải đập cửa thêm mấy cái nữa, thì người bên trong mới chịu đi ra mở cửa. Trên tay thì cầm luôn ba chiếc que thử cùng với khuôn mặt khá ủ rũ. Nó đưa que thử thai cho tôi rồi nói. Mày tự xem đi, Nhận lấy chiếc quà thử thai từ tay của nó, tôi không khỏi bất ngờ. Cả ba chiếc đều đang hiển thị hai vạch đỏ rất đậm và rõ nét. Châm nhìn tôi, gương mặt thì méo máu như sắp khóc rồi ôm chầm lấy tôi. Tao phải làm thế nào đây? Mày ơi, tao dối quá. Bình tĩnh đi đã. Uhm, tao nghĩ là bây giờ thì mày nên nói chuyện này với Hưng. Rồi thì hai người bàn hướng giải quyết đi Không được đâu Tối qua thì Tao mới vừa nhắn tin Chia tay với Hưng rồi Thế Hưng Có đồng ý chia tay với mày không Anh ấy không nói gì cả Chỉ đã xem thôi Chắc là sẽ đồng ý thôi Tôi cầm điện thoại của mình lên Đành gọi cho Hưng Thế nhưng bị châm ngăn lại Mày định làm gì thế Thì gọi cho Hưng chứ sao nữa Con là con của hai đứa mày Chứ có phải là của một mình mày đâu Thế nhưng mà Trâm giật lấy điện thoại trên tay tôi Nắm chặt lấy nó Lắc đầu rồi nói Không được đâu Thực ra thì Có một cách đơn giản để giải quyết chuyện này Thế chẳng phải chỉ cần Phá bỏ cái thai đi là được sao Nghe câu nói phát ra từ miệng của Trâm Thì tôi không kìm chế được tức giận đưa tay lên tát lên mặt của nó. Mày điên á? Sao mà mày có thể nói ra những điều ghê tởm như vậy? Tuy rằng mày là mẹ của đứa bé, nhưng mà điều này thì không có nghĩa là mày có quyền tước đoạt đi mạng sống của nó. Lúc này thì Trâm dường như mất đi lý trí. Đi đến, ném tất cả đồ đạc xung quanh xuống dưới đất. Rồi thì rất nhanh sau đó, Trâm cúi người xuống, lấy một miếng mảnh xanh từ chiếc cốc vớ ra đưa lên tay tôi sợ nó làm điều gì đó giải rộn vội vã chạy đến rồi giật lấy miếng sành trong tay của nó ném đi trong lúc hai đứa rằng co thì tôi không may bị miếng sành đó cứa lên tay nhìn thấy máu đang chảy ra từ tay của tôi thì cái châm sợ hãi nó cầm lấy tay của tôi rồi cứ liên tục nói à, mày có sao không tao tao xin lỗi tao không cố ý đâu tôi dùng tay còn lại bịt lại vết thương không cho máu chảy ra ngẩng đầu lên nhìn Trâm rồi chấn an nó. Không sao đâu, đừng lo. Nhưng mà máu ở tay không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Rất lời thì hai đứa ôm nhau khóc như mưa. Trâm khóc trong sự bế tắc của chính cuộc đời mình, còn tôi thì khóc bởi vì thương nó. Thương cho cả những gì trong quá khứ tôi đã phải trải qua. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn ở bên Trâm Ở bên cô gái năm đó Đã luôn bên cạnh chăm sóc, động viên, bảo vệ tôi Ngày hôm sau thì tôi Có đưa con Trâm đi khám thai ở bệnh viện Em bé trong bụng của nó được 6 tuần tuổi Trên đường đưa Trâm về Thì tôi dừng lại ở hàng bán xong ven đường Mua một ít hoa quả Trâm nhìn thấy tôi dừng xe thì thắc mắc Làm gì vậy? Ờ, mua ít hoa quả Về ép lấy nước cho mẹ con mày uống Dạo này thì mày xanh sao quá. Thôi, không cần đâu. Cờ đây đi. Tao chăm cho cháu tao. Chăm cho mày đâu mà ý kiến như vậy. Rồi thì tôi đi lại ngồi xuống, cầm túi bóng tròn ít quả tươi. Nghe bảo là cam giúp tăng cường miễn dịch. Lúc này thì tôi đi lại ngồi xổm xuống cầm túi bóng tròn ít quả tươi. Nghe bảo là cam giúp tăng cường miễn dịch cho mẹ. Cà rốt thì cung cấp canxi giúp phát triển xương cho em bé. Nghe đến đây thì tôi mảnh sạn nhặt mỗi thứ hơn một cân, về ép dần cho châm uống. Sau khi thanh toán xong để lên xe thì con châm cứ nhìn tôi, bằng ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Cảm ơn mày nhé. Hẩm má. Ngày trước thì tao gặp khó khăn, cũng nhờ mày giúp đỡ chăm lo. Bây giờ đến lượt tao chăm lại mày. Ừ. Nhưng mà này, tại mày định không kể cho hưng biết chuyện này sao? thế rồi sao thì ông ấy cũng là bố đứa bé cơ mà tao cũng chưa rõ à, nhưng mà mày có thể hứa với tao một việc không? ừ mày cứ nói đi mày tuyệt đối không được kể chuyện này với hưng nhé cảm giác con trâm rất hiểu tính tôi Tôi từng có suy nghĩ nếu như con Trâm không chịu nói Thì tôi sẽ gặp Hưng để nói ra Thấy tôi im lặng không đáp Thì Trâm liền rụng Sao vậy Trả lời tao đi Có làm được không Được rồi Hứa thì hứa Thế là tôi và nó từ dưng Là có một cái giao ước ràng buộc như vậy Thành ra thì cái miệng Vốn thấy chuyện bất bình lên tiếng của tôi Đang nhấn nhịn chịu đựng Mấy hôm nay thì con Trâm bị ngán nhiều quá Xin nghỉ ở nhà vài hôm Tôi thì cũng chỉ đi phỏng vấn thêm vài chỗ Còn lại thì dành thời gian ở nhà chăm lo cho bà bầu Thế nhưng mà khổ một nỗi Nó ngán quá ấy. Ngán đến nỗi Chỉ cần người thấy cơm đang chín bốc khói thì chuẩn bị nôn Nhìn thấy cơm thì chạy luôn vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo Tôi biết vậy nên không dám nấu cơm nữa Thế nhưng mà khổ nỗi cơm nhà hàng xóm nó lại cứ bay mùi qua, thế là tôi lại phải sang nói khó với mấy phòng trò bên cạnh. mới ở nhà chăm nó vài hôm mà tôi cảm tưởng như là mình sắp thành ngán theo nó đến nơi. Ấy. hôm nay thì đang ép nước cam cho chăm, điện thoại của tôi đổ chuông, tôi ấn nghe thì đầu dây bên kia là một giọng nữ chuyển đến. chào bạn, mình gọi cho bạn từ bên nhân sự của tập đoàn DNH. Nghe đến đây thì tôi có một chút bất ngờ Bởi vì sau buổi phỏng vấn hôm đó Tôi cứ nghĩ là mình bị loại rồi Bây giờ thì bên nhân sự gọi thế này Có khi nào là tôi Được nhận vào làm không Hai bên nói chuyện với nhau thêm một lúc Thì bên đó thông báo tôi trúng tuyển Và có thể đi làm vào thứ hai đầu tuần sau Nghe xong thì vui quá suýt tí nữa hét cả lên Thế nhưng mà cũng may thì tôi nhanh tay bịt mồm lại Vừa tắt máy châm ngồi gần đó lên tiếng hỏi tôi sao thế có chuyện gì mà nhìn mày vui như vậy <laughs> tao vượt qua vòng phỏng vấn rồi đấy đầu tuần sau thì có thể đi làm rồi thật như vậy á ừ bên đó vừa gọi thông báo xong chúc mừng mày nhé lại công cuộc kiếm tiền không mệt nghỉ rồi đây ngày đầu tiên đi làm tôi được anh trợ lý đẹp trai Hướng dẫn công việc ngang giới thiệu thì tôi biết Tên anh là Hải Làm ở đây được gần 3 năm Sau khi dặn dò tôi tất cả công việc cần thiết Thì Hải dẫn tôi vào phòng gặp chủ tịch Mặc dù hôm phỏng vấn đã gặp qua Tự nhiên mà hôm nay gặp lại thì vẫn phải công nhận Ánh hào quang toát ra từ người đàn ông thành đạt này Thật đúng là khiến cho người đối diện phải trói mắt Theo như tôi tìm hiểu trước đó Thì chủ tịch của tôi tên là Phạm Sa Thành Tiếp quản công ty từ ông nội quá cố Năm 27 tuổi Sau hơn 3 năm xây dựng và phát triển Thì đã có những tăng trưởng Vượt bậc Mở rộng sang nhiều lĩnh vực đầu tư khác Đem lại thành công Giới thiệu qua đôi chút về bản thân Tôi đang định đi ra ngoài Để bắt đầu công việc Thì người đàn ông đang đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính Từ khi tôi bước vào cho đến bây giờ Mới chịu ngẩng đầu lên Nhìn tôi rồi nói Pha cho tôi ly cà phê có lẽ đây là lần đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau ở cửa ly gần như vậy đúng là nhìn người bên ngoài đẹp hơn rất nhiều so với những bức ảnh chụp trên bìa tạp chí vâng ạ à. đi đến máy pha cà phê tôi dùng những kinh nghiệm pha cà phê trước đây tạo ra một cốc cà phê mà theo bản thân tôi đánh giá là ngon rồi thì tôi tự tin mang cốc cà phê ra cho thành sau đó xoay người rời đi thế nhưng mà chưa được ba bước chân Thì người phía sau cất tiếng Ngọt quá Pha lại đi Tôi quay người lại Không một lời thắc mắc Lặng lẽ cầm cốc cà phê mình vừa pha Vào trong chuẩn bị pha lại cốc khác Lần này rút kinh nghiệm Tôi không cho thêm đường nữa Pha xong thì mang ra ngay Cũng may là sau khi uống thử Thì Thành không nói gì thêm Còn tôi thì lặng lẽ đi ra ngoài cả ngày thì quay cuồng ghi ghi chém chém tuy rằng mệt nhoài thế nhưng mà vui hải thì cũng nhiệt tình hướng dẫn chỉ dạy nên có thể nói là ngày đầu đi làm của tôi khá suôn sẻ thuận lợi tan làm xong thì tôi lấy xe về nhà về đến cổng giấy trọ thì nghe được một dòng nam quen thuộc lam lam ơi tôi dừng xe ngoảnh đầu về phía có dòng nói vừa gọi mình thì thấy hưng đang ở đó rất gần Nhìn anh thì tôi mỉm cười đáp Vâng em đây Anh đến thăm cái châm á Mình ra quán nước đầu ngó nói chuyện một lát được không Đoán là Hưng có điều gì đó muốn nói Tôi không nghĩ ngờ gì nhiều cả gật đầu ngay Được à Ngồi xuống quán nước đầu ngó Hưng gọi một cốc trà đá Còn tôi thì gọi một cốc nước me nhiều đá Cùng với đĩa hương dương anh đứng đợi đấy lâu chưa? Cũng mới thôi. Nhìn gương mặt của Hưng thì hốc hác tiêu tụy hơn rất nhiều so với lần trước tôi gặp. Chắc là gia đình của anh ấy cũng đã gây áp lực lên chuyện tình cảm lớn lắm. Cầm cốc nước me lên uống một hơi cho ngọt giọng rồi mở lời trước. Em đã nghe qua về chuyện của anh và cái châm rồi. Nhưng mà em không hài lòng anh lắm đâu đấy. Châm nó chia tay như vậy thôi. Chứ trong lòng của nó yêu anh nhiều lắm Lúc nó nói chia tay thì Anh phải điên cuồng Giữ tay giữ chân nó lại chứ Ai đời lặng lặng đã xem rồi thôi như vậy Hưng thở dài Ánh mắt thì đường buồn lên tiếng giải thích Thực ra thì mấy hôm nay anh về quê Tìm cách thuyết phục bố mẹ chấp nhận châm Nhưng mà mọi thứ Khó hơn anh nghĩ Đã như vậy lại còn bị bố mẹ bắt đi xem mắt hôm nay lên cơ quan thì xếp báo có tên của anh trong danh sách cán bộ được cử sang nga học và bồi dưỡng thêm nghe đến đây thì vừa cảm thấy thương hại thế nhưng mà cũng vừa cảm thấy nể cho hưng bởi vì hưng thật sự rất xuất sắc khi vừa ra trường đã được bộ ngoại giao tuyển thẳng vào làm việc bây giờ còn được cử đi sang nước ngoài học nữa chắc là tương lai sau này sẽ rất sáng lạn đây thế anh định thế nào có đành qua đi học không Anh cũng không rõ Lúc nghe tin đó Anh chỉ nghĩ được Nếu như có chim đi cùng Thì tốt biết bao Càng nghe Hưng nói Tôi mới thấy rằng Mình không nhìn sai người Chờ mà bên người đàn ông này Thì cả đời sau của nó Có thể hạnh phúc rồi Chìm mình trong suy nghĩ đó Tôi suýt nữa lỡ lời Nói ra việc chim có thai Cũng may mà kịp thời phanh gấp lại Em vừa nói gì? À, không có gì đâu. Kể ra thì... Cũng khó xử thật đấy. Cái châm thì nó còn phải lo toan, gánh vác rất nhiều thứ. Mà gia đình của anh thì phản đối nữa. Thành ra mọi thứ càng lúc càng phức tạp lên. Anh cũng thấy như vậy. Cả ngày hôm nay thì trong đầu của anh cứ quẩn quanh suy nghĩ. Có nên bắt cô ấy nhét vào vali rồi kéo sang Nga cùng với anh không đây? Được như vậy thì tốt quá Nếu như anh tính làm thật Thì em giúp anh một tay Nói đến đây thì hai anh em chúng tôi Nhìn nhau bật cười Gương mặt của Hưng cũng dần dần thả lòng Không còn căng thẳng như trước Vì em chưa trả qua chuyện này bao giờ Cũng không biết đưa ra lời khuyên thế nào cho tốt Chỉ hy vọng là nếu như Tình yêu anh dành cho Trâm đủ lớn Thì hai người Cứ làm theo những gì con tim mách bảo đi Cảm ơn em nhé. Anh đừng khách sáo như vậy. Chúng ta là bạn bè mà. Mọi chuyện cứ như vậy nhé. Nếu như cần em giúp thì cứ alo. Em về chuẩn bị bữa tối đi. Em nhớ chăm sóc cho Trâm giúp anh nhé. Nhất định thì anh sẽ không để mọi chuyện kết thúc như vậy đâu. Chào tạm biệt Hưng xong thì tôi nhanh chóng trở về phòng. Vừa mở cửa đã nhìn thấy con Trâm mệt mỏi bước ra từ nhà vệ sinh. Chắc là lại vừa nôn xong đi mà này Sao vậy? Mệt lắm á Nó gật đầu rồi đáp Phải nó là quá mệt đấy Ruột gan của tao nó cứ lộn tung hết cả lên rồi đây Phụ nữ mang thai đã mệt và vất vả Dù tôi cố gắng chăm lo cho châm Thế nhưng chắc chắn Cũng sẽ không thể nào bằng hưng chăm đâu Có lẽ tôi nên một lần thất hứa với châm Để đưa bé trong bụng Sớm được tròn vẹn bên cả bố lẫn mẹ Tao vừa gặp ông Hưng trước cổng đấy Vậy á Anh ấy Có hỏi gì về tao không Có Người yêu của mày không hỏi về mày Thì chả nhé hỏi về tao Tao nghe Ông ấy kể Được cơ quan cử sang Nga học Nâng cao nghiệp vụ đấy Hình như là sắp đi thì phải Mặt của con chem lúc này rõ là đang buồn Thế nhưng mà vẫn cố giả vờ không sao Nhìn tôi gượng cười như vậy thì tốt quá Anh ấy vốn là một người Rất xuất sắc mà Tốt cái con khỉ khô ấy Tại mày có chắc là tốt không Hay là tối đến Nằm ôm gối khóc một mình như vậy Tao không nói không phải là vì tao không biết Nhưng mà mày bỏ cái tính lúc nào cũng chỉ biết Nghĩ cho người khác như vậy Cuộc sống Đôi khi phải biết nghĩ cho chính mình nữa Mày mà cứ như vậy thì con mày đẻ ra làm thế nào đây? Thôi, mày đừng nói nữa. Tao mệt rồi. Tao muốn nghỉ ngơi. Nói rồi thì Trâm nằm lên giường, xoay người vào trong. Tránh đi ánh nhìn trách cứ của tôi. Tôi thì bực mình quá, đành đi lại tủ lạnh, lấy chai nước uống cho hạ hỏa. Càng nghĩ thì càng cảm thấy bức xúc. Không biết lần trước mẹ Hưng gọi điện nói gì, mà để Trâm rất khó quan hệ với Hưng như vậy nữa. Hôm nay đang ngồi làm việc thì có một cô gái, ăn mặc gợi cảm, Váy ngắn, để lộ đôi chân dài miên man. Đi đến chỗ tôi đang ngồi rồi từ từ tháo kính dâm đang đeo xuống dưới. Anh Thành có ở bên trong không? Tôi nhìn cô gái trước mặt. Dám gọi hẳn tên chủ tịch như vậy, chắc là người quen rồi đây. Thế nhưng mà dù thế nào thì vẫn phải theo nguyên tắc mà làm thôi. dạ không biết là cô đây có lịch hẹn trước chưa ạ? À? Không có mà cũng không cần thiết phải có. Mà cô là nhân viên mới sao? Dạ vâng. Nếu như cô chưa có lịch hẹn trước thì Còn chưa nói hết câu thì cô ta phớt lờ lời nói của tôi, sau đó xoay người đi thẳng về hướng phòng của chủ tịch. Tôi vội va đứng dậy, chạy nhanh đến chặn cô ta lại rồi nói: "Ấy, cô không được vào trong. Bên trong đang tiếp khách rất quan trọng, mong cô ngồi đợi bên ngoài một lát." cùng lúc này thì cánh cửa sau lưng tôi mở ra người bên trong cũng theo đó tiến ra ngoài tôi nhìn thấy thành cùng với đối tác đang đứng ở đó nên tôi vội đứng sang một bên sau khi tiến vì đối tác đó ra đến cửa thang máy thì thành từ từ tiến lại chỗ chúng tôi anh ta liếc nhìn qua tôi rồi lại nhìn đến người phụ nữ bên cạnh còn chưa kịp nói gì thì cô ta đã lao đến đứng sát bên thành rồi thì lại áp sát bộ ngực như muôn rụng xuống đất của cô ta lên cánh tay của anh ta mà núm nhiều anh à sao mà em gọi mấy lần anh không nghe máy vậy tôi có biết là người ta nhớ anh thế nào không à còn nữa Thế bên anh mới tuyển thư ký á sao không tuyển em thế em có muốn làm thư ký cho anh ấy người ta còn muốn làm thư ký không công cho anh đấy tôi nghe đến đây thì suýt nữa bật cười thành tiếng cũng may mà vẫn kịp thời kiềm chế lại Chỉ để lộ ra một chút chuyển động nhỏ trên môi Thế mà không hiểu sao Vẫn để cho Thành nhìn ra Anh ta bỏ qua những lời núng niều Của cô gái bên cạnh Nhìn tôi rồi hỏi Sao lại cười thế à, Dạ Không có à Tôi hoàn toàn không cười thưa chủ tịch Rất lời thì tôi bị ai kia lươm cho một cái Chắc là cảm giác bị Thành phớt lờ nên cô ta mới làm như vậy với tôi Chưa kể Còn nhanh miệng mách lẻo Anh Em thấy cô gái thư ký của anh làm việc Rất chi làm thiếu chuyên nghiệp ấy Khi nay em đến Lại còn thê cô ta ngủ gục trên bàn ấy Mà chưa kể thái độ tiếp đón Thì không hề niềm nở tí nào Đã như vậy Lại còn ngăn không cho em vào gặp anh ấy Nghe đến đây thì tôi mở căng con mắt ra Nhìn người phụ nữ trước mặt Trong sự ngỡ ngàng tôi không nghĩ là cô ta có thể bịa đặt vô khống người khác trắng trợn như vậy tôi ngồi tìm tài liệu mà thành yêu cầu như muốn đuôi cả hai con mắt ra đi này Ý thế mà cô ta dám nói tôi ngủ gục trên bàn á đang đành lên tiếng phản bác thì thành đã nói chưa tôi không phải là tôi đã nói tôi đã hết hứng thú với cô rồi sao bây giờ muốn từ về hay là để bảo vệ lên đây đưa cô xuống đây Nói xong thì Thành đi thẳng về phòng làm việc Không một chút lưu luyến Để trai đó bị quê độ Cùng với gương mặt thì xám xịt Nhìn cảnh tượng này tôi cảm thấy hạ hế quá Trong lúc hả hê thì tôi có lỡ nhai sang cười Ai ngờ đâu bị cô ta quay sang chân mắt lên nói Này Cười cái gì đấy Vui lắm á tôi đang đành thật thà trả lời vui lắm thì cô ta đã xoay người bỏ đi kể ra thì cũng xinh đấy dáng thì như siêu mẫu tự nhiên mà lại bị thành đuổi đi một cách quá phú phàng như vậy đáng đời trở về bàn làm việc vừa đặt mông xuống ghế thì đã bị thành gọi đi pha cho anh ta cốc cà phê vừa đặt cốc cà phê trên bàn thì thành đã nhìn tôi rồi hỏi cô có gì muốn giải trình không ờ, dạ là sao ạ? À? thì vừa nay có người tố cáo cô ngủ trong giờ làm việc trên cương về là người tiếp nhận ý kiến thế nên tôi nghĩ là mình cần nghe từ hai phía dạ thưa tôi không hề ngủ trong lúc làm việc nếu như chủ tịch thấy lời nói của tôi chưa đủ độ tin cậy tôi có thể kiểm tra camera để xác nhận sự thật thành nghe tôi nói như vậy thì khẽ mỉm cười mặc dù anh ta đã quay mặt đi hướng khác để che giấu nụ cười đó tự nhưng mà tôi vẫn tinh mắt nhìn xa mà công nhận Đề không đã đẹp lắm rồi Cho đến khi cười lại còn đẹp hơn nữa Buổi chiều đang ngồi làm việc Thì có một cậu nhóc chạy đến Núp dưới gầm bàn làm việc của tôi Khi mà tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì Hải cũng chạy đến Nhìn tôi rồi hỏi Cô có nhìn thấy Một cậu nhóc nào vừa chạy qua đây không Lúc này thì đứa nhóc Đang ở dưới gầm bàn của tôi Đưa tay ra kéo gấu quần của tôi Cậu bé nhìn tôi rồi lắc đầu liên tục Chả biết có phải do nhìn cô bé đáng yêu quá hay không mà tôi ngẩng đầu lên nhìn Hải. Không một chút do dự rồi đáp. Em không thấy anh à? Ờ, như vậy á. À. Vậy thì cô làm việc tiếp đi. Để tôi đi tìm chỗ khác. Sau khi Hải rời đi, thì cậu nhóc cũng từ từ trôi ra khỏi gầm bàn. Đứng ngay trước mặt nhìn tôi một lúc rất lâu. Rồi đột ngột thốt lên lời. À, chị xinh gái. Chị còn nhớ em không? Tôi nghe cậu nhóc gọi mình như vậy thì có một chút bất ngờ. Suy nghĩ một lúc thì nhớ ra. Người duy nhất từ trước đến nay gọi tôi làm chị xinh đẹp. Chỉ có cậu nhóc tối hôm đó mà thôi. Tôi chỉ tay về phía cô bé rồi nói. Không nha. Không nhé em làm cậu bé hôm đó á. Thấy tôi nhận ra mình thì cậu nhóc tỏ ra rất vui, cười tít cả mắt. Để lộ ra hai má lúm đồng tiền rất xinh. Đúng rồi à Là em đấy Em tên là Hạt Tiêu Chị đừng có mà gọi em là cậu bé nữa Nghe xa lạ lắm ý Nghe cậu bé nói xong thì tôi bật cười theo Đưa tay lên xoa xoa đầu của cậu nhóc Chào Hạt Tiêu nha Chị tên là Lam Rất vui được gặp lại em Thế bây giờ thì Hạt Tiêu cho chị hỏi Tại sao em lại xuất hiện ở đây Cái chú khi nãy Đang đi tìm em có phải không Hạt tiêu lắc đầu Cái miệng nhỏ xinh cứ chu ra chúm chím trả lời tôi Trời với chú đó chán lắm ý Em chả thích tí nào ấy Hạt tiêu vừa nói xong Thì cánh cửa phòng gần đó mở ra Vừa nhìn thấy Thành tôi liền đứng dậy Nhìn anh ta hỏi Chào chủ tịch à Chủ tịch muốn đi đâu à À không Cô cứ làm việc của mình đi Sau đó thì Thành cầm điện thoại Ấn gọi chai đó Rồi đưa máy áp lên tai. Cậu đón thằng bé đến đây chưa? Không biết là đầu dây bên kia nói gì Mà hai đầu mày của Thành co lại gần nhau Khẽ thở sai rồi lên tiếng Gọi thêm vài người nữa đi tìm đi Thằng bé Hay thích chơi trốn tìm Thế nên một mình cậu tìm không ra đâu Được rồi Vất vả cho cậu rồi Lần này chắc là tôi phải phạt nó thật nặng thôi. Thành vừa tắt máy. Hạt tiêu đang đứng chỗ tôi thì đã nhanh chân chạy ra đứng ngay trước mặt của Thành từ lúc nào. Hai tay thì chống nảnh. Bố. Bố là người xấu. Bố không yêu con. Trước tình cảnh này thì tôi có một chút lạ lắm. Con chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì nhìn thấy Thành từ từ ngồi xuống. Bế hạt tiêu lên thơm vào má của cậu nhóc. Mặc cho cậu bé né tránh Thế nhưng mà anh vẫn thơm má cậu nhóc rồi dịu dàng lên tiếng Sao vậy? Thế ai nói là bố không yêu con? Tuy rằng có kháng cự Thế nhưng mà cũng có thể dễ dàng nhìn xa Hạt tiêu Rất thích được bố thơm má Thế nhưng mà vẫn cứ cố gắng tỏ ra dần dối Trông đáng yêu vô cùng ấy Thế bố chứng mình đi Lúc nào thì bố cũng chỉ nói mồm như vậy thôi Thành bật cười lên tiếng trong ánh mắt của anh lúc này lộ rõ sự cương chiều dành cho hạt tiêu. Thế nhưng mà có lẽ cậu nhóc còn nhỏ quá, chưa thể nào cảm nhận rõ điều đó. Tới bây giờ thì con muốn bố chứng minh như thế nào? Tại con mới chiều tin bố yêu con đây. Lúc này thì cậu bé đưa tay ra em chỉ về phía tôi rồi nói. Bố à, bố lấy vợ đi. Con tìm được vợ cho bố rồi đấy, Thành nhìn theo hướng tay của con trai Chỉ về phía của tôi Anh nhìn tôi một lúc rồi quay đi Nghiêng đầu về phía hạt tiêu Để cho chán của hai bố con chạm nhau ừ, Bố sẽ nghiêm túc xem xét Đề nghị này của con Từ Bây giờ thì bố con mình vào trong Chơi xếp hình Lego nhé ừ, Bố nói thật không ạ à? Thành gật đầu Sau đó thì Thành cũng theo đó Xoay người bế theo cậu bé Vào trong phòng làm việc của mình trong khi đó thì tôi cứ cảm thấy nóng gian cả mặt chỉ vì câu nói mờ ám khi nãy của hạt tiêu. Tôi nhớ là trong tất cả các bài báo tôi đọc về Thành cũng như về công ty thì chưa có bài báo nào viết về chuyện anh đã kết hôn. Nếu như hạt tiêu nói muốn có mẹ tức là anh ta hiện đang là gà trống nuôi con á. Kể ra thì tôi thấy xu hướng ngày nay của nhiều người đàn ông thành đàn cũng hay thật đấy. Họ thích có con hơn là việc lấy vợ rồi có con. Sau hôm đó thì tôi có hơi nhiều chuyện hỏi Hải, thì biết được Thành có một cậu con trai tên là Hạt Tiêu. Cậu nhóc thì được 3 tuổi rồi. Còn về vấn đề mẹ đứa bé là ai thì không biết. Theo như phỏng đoán của tôi thì phụ nữ muốn được xếp hàng đẻ cho anh ta, chắc là xếp hàng dài ấy. Còn về sự ra đời của Hạt Tiêu thì rất có thể là kết quả của một cuộc tình nào đấy để nhưng mà dù như thế nào thì đứa trẻ đó mang lại cho tôi cảm giác có gì đó rất thân quen nhìn thôi thì chỉ muốn bế lên cưng nữ rồi hôn lên má một tháng sau hôm nay vừa đi làm về đến nhà đưa tay lên bật đèn phòng thì ôi mẹ ơi con châm nó mặc cái áo sơ mi trắng ngồi lù, lù trong phòng tối tôi đưa tay lên đặt ngay trước ngực cố gắng hô hấp lại bình thường Sợ trong lúc hoảng hốt tim nó nhảy ra ngoài mất đấy Ôi mẹ ơi Thế mày làm cái gì mà tối như vậy rồi Không bật đèn vậy Đành dọa ma tao á Trầm ngước mắt lên nhìn tôi nó hỏi Mày đã kể chuyện tao có thai cho Hưng nghe có phải không Tôi nhìn Trầm Không một chút do dự tôi đáp lại nó Đúng như vậy Là tao kể cho Hưng đấy Thật ra thì không rõ ai kể hay sao Một hôm trước thì Hưng có gọi điện hỏi tôi Có phải là Trâm mang thai rồi đúng không? Không biết Có phải hai anh em thần giao cách cảm hay không? Vì tôi cũng đang có ý định Kể chuyện đó với Hưng Bây giờ tới dưng được ông ấy hỏi câu đó Thì tôi lại càng dễ trình bày vấn đề Con Trâm nghe tôi thẳng thắn Thừa nhận Thì nó phản ứng rất trái ngược So với những gì tôi nghĩ Tôi đã sẵn sàng tinh thần nghe nó chửi Ta ai ngờ đâu nó lại im lặng không nói gì cả Cứ ngồi ngần ngơ trên giường đưa tay xoa xoa cái bụng Mày sao vậy? Tại nếu như muốn mắng, muốn chửi tao thì cứ chửi đi Đừng im lặng như vậy Tao biết là mình đã hứa với mày trước đó rồi Nhưng mà cứ để như thế này, tao không chịu được Thà làm kẻ thất hứa Còn hơn để cháu của tao không có bố như vậy Trầm khẽ thở dài một hơi Ánh mắt lờ đờ nhìn ra màn đêm bên ngoài không cửa sổ Hôm nay thì Hương qua chỗ làm gặp tao Anh ấy bảo Nếu như tao muốn làm mẹ đơn thân Thì anh ấy tôn trọng quyết định đó Và sẽ gửi tiền cho cấp hàng tháng cho hai mẹ con Tôi gật gù rồi nói Rồi sao nữa Còn gì nữa không anh ấy bảo ngày mai Anh ấy bay rồi Hình như là Sang đó 3 năm thì phải đấy Tôi đồng ý mày quá còn gì nữa Nhưng mà tao vẫn tò mò không biết Mẹ của Hưng gọi điện nói gì Để mày dứt khoát với Hưng như vậy Vẫn là anh nhìn xa xăm vào màn đêm Qua khung cửa sổ Trầm nói tiếp Bác ấy bảo Nếu như tao và anh ấy không chia tay Thì bác ấy Sẽ từ mặt Hưng chưa kể là còn dòa sẽ không để cho gia đình ở quê của tao sống yên ổn đâu nhưng mà bây giờ thì mày mang thai cháu của gia đình họ rồi tôi không nhé họ nhấn tâm máu lành đến như vậy sao hưng lại là con trai trong nhà đâu phải nói muốn từ mặt là từ mặt được đâu tao cũng không biết nữa có lẽ để anh nghĩ đi là tốt nhất cho cả hai đúng thật là muốn điên đầu với mấy người này quá Nhìn cái bộ dạng người không ra người ma không ra ma của con chém lúc này Tôi bực bội quá nổi cáo Tốt cái con khỉ ấy Tốt cái gì Mà mặt của mày cứ thân thờ Cứ như là nhà có người mất đến nơi vậy Tôi dừng lại Hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp Con gái có thì thôi Gặp được đúng người mình thương Và thương lại mình Là một điều may mắn Nếu như không dám đối mặt thì tự hỏi bản thân mình xem Tại sao lúc đó lại chọn bắt đầu Còn nếu như Chỉ là yêu cho vui Thì mày không xứng đáng với tình cảm của Hưng đâu Tôi biết là câu cuối mình nói có hơi quá Thế nhưng mà Nó cứ mãi nhu nhược Không dám nắm bắt hạnh phúc của cuộc đời như vậy Tôi cảm thấy bức xúc quá Bởi lẽ Nếu như hạnh phúc của đời mình mà không dám đứng lên bảo vệ Thì làm sao có thể hiểu được cảm giác hạnh phúc trọn vẹn Là như thế nào đây Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với cá nhân của anh Sa thì anh Sa cảm thấy rất là hứng thú với tình huống khi mà hai nhân vật chính gặp gỡ nhau cũng như là tính cách của hai người họ. Nam chính thì khá là lạnh lùng bí ẩn. Ở nữ chính thì cô ấy là một người phụ nữ rất không phải là một người phụ nữ theo kiểu là nhu mì và hiền lành và yếu đuối. Anh Sa cảm giác cô gái này là một cô gái giỏi giang, mà cũng có một phần mạnh mẽ trong người nữa Chứ không phải là tuyếp người cam chịu à, Và với sự xuất hiện của cậu bé hạt tiêu Thì anh Sang nghĩ chắc là trong tương lai Cậu bé này sẽ là sợi dây gắn kết Để cho câu chuyện tình cảm giữa Cô thư ký và anh chàng chủ tịch Nảy nở đơm hoa kết trái à, Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Là câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao nhé Bên cạnh đó thì cũng có một câu chuyện tình yêu khác Của một cặp đôi phụ Đó chính là Giữa Hưng và Trâm Bản thân của Lam Câu chuyện tình yêu này cũng thật là éo le Khi mà giờ đây thì Hưng chuẩn bị Sang nước ngoài Đi tu nghiệp trong vòng 3 năm Trong khi đó thì Trâm lại đang mang thai nữa Trâm thì là một cô gái Không dám đứng lên bảo vệ tình yêu của mình Bởi vì rất nhiều lý do khó nói Thế giờ đây thì trước tình huống Người yêu sắp đi xa như vậy Thì Trâm sẽ xử lý như thế nào đây Liệu rằng cô ấy sẽ im lặng rồi Giờ bỏ tình yêu như vậy hay sao thì chúng ta hãy cùng gặp lại nhau vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chỉ Dậu để có thể tiếp tục đến với những diễn biến mới nhất của bộ truyện này nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh xa cũng như Kiếp Chỉ Dậu. Bên cạnh đó thì hiện tại kênh Trở Thành à, vào 20 giờ mỗi buổi tối thì đang phát sóng một bộ truyện đến từ à, tác giả Diễm Quỳnh có tên gọi là Mệnh Sát Phu, một bộ truyện rất hấp dẫn. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.